Giáo phận Ban Mê Thuật thư rao về việc quyền chức linh mục. Tòa giám mục giáo phận Ban Mê Thuật, 104 Phan Chu Trinh, thành phố Buôn Ma Thuột. Kính gửi cha tổng đại diện, đức ông, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý chúng sinh và toàn thể cộng đồng dân Chúa giáo phận Ban Mê Thuật. Tôi vui mừng thông báo đến cha tổng đại diện, đức ông, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, các chúng sinh cùng toàn thể anh chị em được biết, theo chương trình đào tạo của giáo phận nhà, các thầy phó tế có tên sau đây dự kiến sẽ được quyền chức linh mục vào thứ Sáu, ngày 12 tháng 5 năm 2023, lúc 8 giờ tại nhà thờ chính tòa giáo phận Ban Mê Thuột. 1. Thầy Giuse Nguyễn Công Anh, giáo xứ mẹ Quảng Nhiêu, nơi thực tập mục vụ giáo xứ chính tâm. 2. Thầy Giuse Nguyễn Đức Bắc, giáo xứ mẹ Tân Hưng, nơi thực tập mục vụ giáo xứ Phúc Lộc. 3. Thầy Phêrô Nguyễn Văn Chiến, giáo xứ mẹ Tân Lập, nơi thực tập mục vụ giáo xứ Đức Lệ. 4. Thầy Giuse Trần Văn Chương, giáo xứ mẹ Đức Hạnh, nơi thực tập mục vụ giáo xứ Vinh Trung. 5. Thầy Augustino Phan Minh Danh, giáo xứ mẹ Vinh Hòa, nơi thực tập mục vụ giáo xứ Thổ Hoàng. 6. Thầy Phêrô Nguyễn Tiến Đạt, giáo xứ mẹ Phúc Lộc, nơi thực tập mục vụ giáo xứ Tân Hòa. 7. Thầy Phaolô Nguyễn Minh Hoan, giáo xứ mẹ Vinh Đức, nơi thực tập mục vụ giáo xứ Thống Nhất. 8. Thầy Giuse Nguyễn Minh Khôi, giáo xứ mẹ Kim Mai, nơi thực tập mục vụ giáo họ Tân Phúc. 9. Thầy Thomas Ai Sống Xa Lừng, giáo xứ mẹ Thuận Hiếu, nơi thực tập mục vụ giáo xứ Nghi Xuân. 10. Thầy Giuse Vũ Văn Quyến, giáo xứ mẹ Tân Hòa, nơi thực tập mục vụ giáo xứ Bù Đăng. 11. Thầy Giuse Hoàng Văn Toan, giáo xứ mẹ Nhân Cơ, nơi thực tập mục vụ giáo xứ Long Điền. 12. Thầy Phaolô Trần Khắc Tuân, giáo xứ mẹ Vinh Đức, nơi thực tập mục vụ giáo xứ Thánh Tâm. 13. Thầy Andre Lê Lã Ngọc Tuấn, giáo xứ mẹ Giang Sơn, nơi thực tập mục vụ giáo xứ Thọ Thành. 14. Thầy Phêrô Lê Chí Thông, giáo xứ mẹ Đông Sơn, nơi thực tập mục vụ giáo xứ Đắc Nhau. 15. Thầy Đa Minh Trần Quang Trung, giáo xứ mẹ Thống Nhất, nơi thực tập mục vụ giáo xứ Vinh Hòa. 16. Thầy Phaolô Nguyễn Duy Trường, giáo xứ mẹ Xuân Hòa, nơi thực tập mục vụ giáo xứ Kim Mai. 17. Thầy Tô Ma Thiện Nguyễn Quang Vũ, giáo xứ mẹ Duy Hòa, nơi thực tập mục vụ giáo xứ Buôn Hằng. Theo bộ giáo luật hiện hành, điều 1043, nếu ai biết các thầy có tên trong danh sách trên đây mắc ngăn trở hoặc không xứng đáng lãnh nhận chức thánh linh mục, buộc lương tâm phải trình báo cho đứng bản quyền giáo phận trước ngày 7 tháng 5 năm 2023. Người trình báo xin cho biết rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại của mình để tòa giám mục liên lạc khi cần. Xin các cha xứ và các cha đặc cách giáo họ biệt lập công bố 3 lần thư rao này trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 2 tháng 4, 9 tháng 4 và 16 tháng 4 năm 2023. Kính chúc toàn thể dân Chúa hồng ân, niềm vui Chúa phục sinh. Tòa giám mục Ban Mê Thuột ngày 19 tháng 3 năm 2023 đã ký và đóng dấu giám mục giám quản tông tòa giáo phận
Vinh Sơn, Nguyễn Văn Bản. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh Tin Yêu Chúa. Xin mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, like, chia sẻ và bình luận góp ý. Chúng con xin ghi nhận tất cả những góp ý của quý vị để kênh ngày càng hoàn thiện hơn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả các quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo.